Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư quý vị. Lập Pháp Uẩn Túc Luận ra trang số 114 Bạc Già Phạm. Pháp Uẩn Túc Luận trang số 14 Bạc Già Phạm. Cô Lập Pháp Uẩn Túc Luận Bạc Già Phạm là phiên âm. Chữ sơ đó không phải tơ đâu. Chữ sơ là đúng đó. Được chưa? Có chưa? Mời quý vị lắng nghe. Bạc Già Phạm có hết thảy 7 nghĩa. Mỗi đặc tính của một vị giác ngộ được gọi một nghĩa khác nhau. Nghĩa thứ nhất là do thành tựu Pháp có phẩm tính thiện xảo. Phẩm tính thiện xảo là gì? Tức là những người thành tựu được phước đức, thành tựu nhiều điều tốt đẹp, đó gọi là thiện xảo, nên gọi là Bạc Già Phạm. Vì vị này thành tựu các pháp thiện xảo vô lượng hoặc tu pháp thiện xảo nên gọi là Bạc Già Phạm, vì đã tu các thiện pháp vô thượng. Đã tu các thiện pháp vô thượng, tức là ở trong tất cả mọi cái pháp lành, vị này đều tu tập thành tựu, đây gọi là Bạc Già Phạm. Nghĩa thứ hai của Bạc Già Phạm là gì? Tức là Phật Thế Tôn đã tu tập viên mãn thân giới tâm tuệ, thành tựu đại bi vô hạn vô lượng, thành tựu vô lượng pháp nên gọi là Bạc Già Phạm. Như vậy chúng ta biết nghĩa thứ nhất là do công đức tu tập thành tựu vô lượng thiện pháp. Và nghĩa thứ hai là gì? Là vị đã viên mãn thân giới và tâm tuệ. Chữ thân giới và tâm tuệ này nó gắn liền với nhau, tức là nhân giới sanh định mà nhân định phát tuệ. Nếu như không có giới thì cũng không thể nào sinh định, và nếu không có định thì chắc chắn không thể nào phát sinh ánh sáng trí tuệ. Cho nên giới định tuệ là cái kiềng ba chân, nó nương tựa với nhau, nó phát sinh quả vô lậu. Và giới định tuệ nó phát huy thành gì? Thành đại bi vô lượng, thành tựu vô lượng pháp. Từ giới định tuệ đó mà thành tựu được đại bi. Đại bi là một loại tình thương không có điều kiện. Tình thương giống như là ánh sáng mặt trời cứ luôn luôn soi chiếu, không có điều kiện nào cả. Ánh sáng vẫn thường xuyên soi chiếu. Cho nên đó gọi là Bạc Già Phạm. Như vậy đặc tính thứ hai là nhờ tu tập thân tâm, thành tựu trí tuệ, và cái hiệu quả của sự tu tập này là phát huy đại bi vô lượng và thành tựu vô lượng pháp. Đó là nghĩa thứ hai, và do thành tựu nghĩa thứ hai này cho nên mới gọi là Bạc Già Phạm. Thứ ba là gì? Nó có hình như có 6 nghĩa chứ không phải 7 nghĩa, thầy nói nhầm. Thứ ba là gì? Là Phật Thế Tôn đầy đủ đại oai đức, tự tại hoạt động, đi đến, thành, hoại, nên gọi là Bạc Già Phạm. Mình muốn sống thì nó không sống, mình muốn chết thì nó cũng chưa chết. Nhiều khi muốn sống thì nó lại chết bất. Muốn chết thì cứ sống nhân rừng. Thấy khổ phải không? Nhưng mà Đức Phật thì khác. Đức Phật thì sống chết đều tự tại. Và Ngài thành tựu đại oai đức một cách tự tại này, cho nên gọi là Bạc Già Phạm. Nghĩa thứ ba của Bạc Già Phạm là gì? Là Thế Tôn vĩnh viễn phá hết. Thứ tư, Đức Thế Tôn vĩnh viễn phá hết các pháp ác, bất thiện, tham, sân, si. Tất cả những cái pháp ác, bất thiện, tham, sân, si, Đức Thế Tôn đều phá hết tất cả. có mấy người nói chuyện thầy nghe thì cũng nói, nhưng mà mình biết hồi xưa thì hay nói nóng, nhưng sau này thì nó hết nỗi nóng, nhưng mà biết rằng mình nhận diện. Ví dụ thế này ha, có ông thầy ông nói buông xuống, buông xuống tất cả để chúng ta được tất cả, buông đi sự tham lam, buông đi sự si mê, buông đi sự chấp trước, cho nên chúng ta thành tựu giải thoát, và ta đã được, ta đã buông hết rồi, cho nên làm ta thấy thoải mái. Nói dở ghét không? Nghe nói thấy nghe nó hay vậy đó, nhưng mà cái ngu si nó một đống trên đầu mà nó buông đâu dở vậy, phải không? Chúng ta học muốn chết đây mà nó chưa buông nổi cái si mơ, ôm si mơ một cột trong đầu mà nó dở buông là phải không? Đó, cho nên mình ráng mình học để mình thấy mình dốt, càng học càng thấy dốt, còn không học thì thấy mình thông thái. Nó vậy đó, đúng không? Không học thấy mình thông thái lắm. Lúc nào vậy mình vỗ cái ruột bình phịch trong nó ta đây là thông thái nhất trên đời ai bằng. Nhưng mà khi mình học chặt á thì mình thấy càng học mình càng dốt, càng học càng thấy dốt. Ai mà càng học càng thấy mình dốt là người đó tiến bộ. Còn người nào mà học chút xíu mà thấy mình thông thái đủ rồi là xong rồi. Xong rồi cái này không có tiến bộ được. Thành ở đây nhé, chúng ta thấy Đức Phật đã phá hết các pháp ác, bất thiện, tham sân si vĩnh viễn, phá hết các quả dị thục của khổ nóng bức, khát ái đời sau. Tức là do cái ác pháp tham sân si tồn đọng ở trong tâm, cho nên nó kết thành một cái quả tái sanh đời sau. Đây gọi là dị thục. Dị tức là nó khác đi, chứ nó không phải giống nhau. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống ở trong tham ái, thì đời sau không phải là nó tham ái ngang đó, mà cái tham ái đó nó tệ hơn. Cũng giống như là cái đám cỏ, nó có khả năng phát triển, mặc dù một hạt cỏ được gieo xuống, nhưng mà qua một thời gian thì nó thành một đám cỏ. Cho nên cái thế lực của vô minh, thế lực của tham ái nó sẽ phát triển hơn, chứ không phải như vậy. Thì gọi là quả dị thục, tức là nó không giống y chang như cái nhân trước. Nhưng mà nếu như tu thiện thì cái quả dị thục nó cũng khác. Ngày xưa nhớ các cô Phật tử nói: thưa thầy, con đi chùa, ngày nào con cũng đi chùa hết, mà sao Phật cũng gia hội cho con? Bởi vì hôm qua con đi chùa giờ con phượt cái chân xuống cái dưới ổ gà, cho nên giờ nó dẹo giò, cho Phật cũng gia hội cho con. Nếu con bị dẹo giò như vậy thì con đi tụng kinh không được nữa. Thì thầy nói: đúng là Phật gia hội cho con mà cô không thấy à? Nói: dạ không, theo nhân quả thì cô bị gãy giò rồi, nhưng mà nhờ Phật gia hộ cho nên mới dẹo thôi. Thành ra nó có trong đó chứ. Sự thật biết đâu nó vậy, nó gãy giò rồi thì sao? Nhưng mà nhờ cái công đức đi chùa đó, cho nên cái phước báo nó tăng hơn. Thì chắc chắn cái quả dị thục nó không giống. Cho nên cái quả dị thục là hiểu không à? Dị thục tức là dị tức là khác, mà thục tức là sau đó. Tức là cái quả của nó sinh ra không giống y chang như trước. Và ở đây Đức Phật đã phá trừ hết tất cả cái nhân sâu xa, cái nhân vi tế cho đến cái quả tương lai, Ngài đều phá trừ hết, vĩnh viễn vĩnh viễn này, phá hết sanh già bệnh chết ở trong tương lai. Do đó cho nên gọi Ngài là Bạc Già Phạm. Có bài kệ nói rằng: phá hết tham sân si, các pháp bất thiện, đủ thắng pháp vô lậu, nên gọi là Bạc Già Phạm. Nghĩa thứ năm là gì? Phật Thế Tôn đối với pháp chưa từng nghe, tự mình thông đạt được tối thượng giác, thành tựu trí hiện pháp. Ví dụ như có những cái điều mà mình không học, tự mình cũng biết chứ, phải không? Tự mình không học, tự mình biết chứ. Ví dụ như mình nhảy xuống nước, nó chìm, mình uống nước, thì cái chuyện đấy mình có biết không? Hay là đợi nhảy xuống nó chìm rồi mới biết nó chìm? Tức là có những chuyện tự nhiên mình biết chứ, phải không ạ? Hay là mình thò tay vô lửa thì lửa nó cháy, thì nó nóng, thì cái biết đó đâu có ai dạy, phải không? Đúng không ạ? Chúng chưa chắc đâu, hồi nhỏ mình cũng sờ tay vô lửa. Nhưng mà có những cái điều sâu xa, Đức Phật muốn nói rằng là cái quá trình phát triển của trí tuệ tới một mức nào đó thì tự nhiên nó sẽ có sự thấu hiểu. Sự thấu hiểu này Tố nói rằng nhất liễu thiên minh, tức là một điều rõ thì trăm ngàn đều sáng tỏ, một điều mà thông suốt thì tất cả trăm ngàn điều khác mình sẽ thấy nó thấu triệt luôn. Thì cảnh giới này cũng giống như là cảnh giới tu chứng đắc, thì tự nhiên nó sẽ thông hiểu hết tất cả mọi việc. Ví dụ như các vị A-la-hán, họ mặc dầu là còn thân của con người ở trong cõi dục, nhưng mà họ có thể hiểu được thiên chúng sống ở cõi sắc vô sắc như thế nào, sau khi họ đã loại trừ những cái yếu tố ảnh hưởng bởi cõi dục này ra, thì bắt đầu những cái tâm mà chi phối ở cõi sắc vô sắc, họ có thể thấu hiểu được hết tất cả cảm thọ của thiên chúng cõi trời. Những cái hiểu như vậy là những cái hiểu của người vô học. Vô học tức là không học mà biết, chứ không phải là cái hiểu của người thất học. Người vô học đó là nó cái phường vô học, đó là người ta chửi mình là chẳng biết gì cả. Thành tựu tối được tối thượng giác, tức là cái giác ngộ sự hiểu biết tối thượng. Thành tựu trí hiện pháp. Trí hiện pháp là gì? Tức là cái trí mà có thể biết được tất cả mọi cái pháp hiện tiền, chứ không cần gì phải suy nghĩ gì sâu xa, nó chỉ cần biết là biết vậy thôi. Trí vô chướng ngại. Trí vô chướng ngại, bản chất của trí nó dẫn tới sự thông suốt. Nhưng cái biết của chúng ta thì nằm ở trên cái biết của phân biệt, cho nên rời khỏi cái thế giới hiện tượng này ra thì chúng ta không thể thấu hiểu nổi. Còn Phật thì rời khỏi cái thế giới hiện tượng và thấu triệt được bản chất. Mà do thấu triệt được bản chất tự tánh vốn không, cho nên đạt được trí vô ngại. Trí vô ngại là tất cả mọi cảnh giới đều có thể thấy biết một cách rõ ràng, như nhìn thấy trái amala trong lòng bàn tay. Hiểu rõ tương lai kết quả tu phạm hạnh. Bây giờ mình tu tập như vậy tương lai sẽ đi đến đâu, như thế nào rất là rõ ràng. Ví dụ thế này ha, là các vị có biết vua Thiện Giác sau khi chết đi đâu không? Hả? Các vị không đới đấy hả? Vua Thiện Giác đó, là cha vợ của Thái tử Tất Đạt Đa. Ông đi đâu? Ông đọa vào địa ngục A Tỳ. Bởi vì ông căm thù là Đức Thế Tôn đã sao? Là bỏ con gái của ông, bỏ con gái ông đi tu. Và ông ôm cái lòng căm thù như vậy. Ông căm thù chàng rứa tới mức mà ông phản đối, ông chống đối tới khi ông chết. Và ông tạo ra ác nghiệp. Do tạo ra ác nghiệp như vậy cho nên ông bị đọa vào trong địa ngục. Nếu như một cái người bình thường, một người thân của mình phản đối việc làm của mình tới mức mà họ bị đọa địa ngục như vậy, mình có đau xót không? Nhưng mà đối với Phật thì sao? Thì Phật biết rõ ràng đó là nhân quả tương ưng như vậy, và việc của Phật thì Phật cứ làm, chứ đâu phải vì cái sự phản đối của người thân như vậy mà Đức Phật dừng lại cái hành động của mình. Đây là điểm mà chúng ta nên học hỏi. Và Đức Phật biết rõ cái kết quả tu phạm hạnh, cho nên Ngài phân biệt giải thuyết cho đệ tử, mở đại pháp hội, thí pháp khép hữu tình. Tức là biết rõ tu như vậy, nhân như vậy. Ví dụ như bây giờ Đức Phật khuyên là con ơi hãy tu phạm hạnh, hãy tu giác ngộ, hãy tu giải thoát. Nhưng mà giờ không, bạch Thế Tôn, con không muốn tu giác ngộ, con không muốn tu giải thoát, con muốn đời sau chúng con tiếp tục làm vợ chồng nữa. Thì Phật vẫn chỉ con muốn như vậy thì được, thì con hãy tu như vậy, vợ cùng làm, chồng cùng làm, mọi người cùng làm như vậy thì cái hành nghiệp nó tương ương và giống nhau, do đó cho nên sẽ tiếp tục sinh một đời sau ở gần nhau nữa. Rồi có người nói con không muốn giải thoát, thì Phật nói không muốn giải thoát cũng được, nhưng nên nhớ rằng là có tái sanh thì nên tái sanh vào nhà quyền quý. Thì muốn tái sanh vào nhà quyền quý thì phải có phước báo, muốn phước báo thì phải học tập và phải xả thí cúng dường tạo nghiệp phước đó. Cho nên Phật tùy vào đó mà dạy dỗ, tùy vào đó mà hướng dẫn tu như vậy, thành tựu như vậy. Và nhất là các hạng phạm hạnh như thế nào thì Phật đều dạy rất là rõ. Thành ra những cảnh giới mà đệ tử của Ngài tu tập rồi sau đó đi đâu vừa đâu thì Đức Phật biết rất rõ. Có cái bài kệ nói rằng: Như Lai mở pháp hội, thương chúng sanh cô khổ, tức là cô đơn cô độc. Chỗ này là cô độc nhiều hơn là cô đơn. Cô độc, khổ não. Thầy trời người như vậy lại đón vượt biến hữu. Cái biến hữu đó là những cái chất liệu mà tái sanh, những cái yếu tố dẫn tới tái sanh gọi là hữu. Và đó là cái hay gọi là biến trầm luân sanh tử đó, thì Đức Phật đã vượt khỏi cái biến trầm luân đó rồi. Chữ pháp hội này rất là hay. Pháp hội tức là ở trong đó phải có giảng pháp, phải có học pháp mới dùng cái chữ pháp hội. Nghĩa số 6, Phật Thế Tôn tùy nghi thuyết pháp cho các đệ tử, đều làm cho hoan hỷ, cung kính, tín thọ, tu hành như lời dạy, xưng danh xưng lan truyền khắp nơi, không đâu mà không kính lễ, nên gọi là Bạc Già Phạm. Đức Phật tùy nghi thuyết pháp cho các đệ tử. Tùy nghi tức là tùy vào hoàn cảnh, tùy vào điều kiện, tùy lúc, tùy chỗ, tùy nơi. Chúng ta đọc có những cái chỗ Đức Phật rất là gần gũi với mọi người. Buổi chiều sau khi đi khất thực xong về rồi, Đức Thế Tôn có giảng pháp cho chúng tỳ kheo nghe, và các vị lãnh hội giáo pháp, mỗi người ngồi dưới gốc cây chiêm nghiệm những gì của Đức Phật dạy để thấm sâu trong lòng và sửa tâm của mình. Có khi các vị lại ngồi chung với nhau, tạo ra những cái buổi hội thảo nhỏ nhỏ, có 5 người, 7 người ngồi bàn những cái giáo nghĩa sâu xa. Rồi có ông thì bàn nói rằng là trên đời này là anh sợ cái gì nhất, thầy sợ cái gì nhất. Tôi sợ nhất là đói. Có người nói tôi sợ nhất là sấm sét. Có người nói là tôi sợ nhất là việc này việc kia. Thì Đức Phật đi ngang qua, Đức Phật cũng nói: "Ồ, các ông bàn gì vậy?" Thì các vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn: "Chúng con bàn rằng là trên đời này có gì đáng sợ." Thành ra các vị thì nói rằng là con sợ nhất là đói, con sợ nhất là sấm sét. Thì Phật mới nói rằng á là cái chuyện này cách đây 500 kiếp các ông đã bàn rồi, sao giờ còn bàn nữa. Thì không nói hay lắm. Bởi vì tôi thấy rằng mình vô minh, có nhiều việc á là mình làm rồi, nhưng mà đời nay mình vẫn tái diễn, nhưng mà mình nghĩ rằng là như mình mới làm. Thì Đức Phật có nói rằng cái ngày đó cách đây 500 kiếp về trước là các ông là cái người là một con hươu, là một con quạ, là con ruồi đó. Thầy quên câu chuyện đó rồi, các bạn đọc tìm hiểu thêm. Thì Đức Phật nói rằng là lúc đó các ông cũng ngồi bàn với nhau như vậy, và câu chuyện y như vậy đó. Bây giờ này mang cái thân người làm tỳ kheo, các ông bàn câu chuyện cũng giống y như là cái đó 500 kiếp về trước. Để cho Đức Phật khuyến khích chúng ta nên tu tập giác ngộ, đừng có quanh quẩn ở trong đời sống của sanh tử luân hồi, và từ đó mà khai thị giáo hóa để cho đệ tử của ngài phát triển cái tâm tu lên. Rồi có ông đi tu trong rừng, đi tu cánh rừng đó toàn là ma không, nó tối lại nó cứ nó hú, nó giỡn, nó cười, là sợ quá ngồi thì không được. Thì lúc bây giờ các vị ngại quá, kéo nhau, bỏ 500 người kéo nhau về chỗ Phật. Của chỗ Phật thì Phật nói không sao, các ông nên quay lại cánh rừng đó, và các ông nên trái từ tâm với các loài đó, rồi ngạ quỷ, rồi chư thiên, các ông cứ thương yêu họ mà tu tập, thì tự nhiên họ sẽ không chống trái, mà ngược lại họ sẽ gia hộ cho các ông. Thì quả nhiên khi các thầy tỳ kheo quay trở lại, ban đầu họ cũng gươm, nhưng mà sau một thời gian thương yêu và kính trọng và tu tập hồi hướng cho họ, thì tự nhiên tất cả chư thiên quý thần ở đó họ đều hỗ trợ cho các vị tỳ kheo này. Thành đó là những cái kinh nghiệm mà Đức Phật tùy thời giảng pháp, tùy vào hoàn cảnh điều kiện mà hướng dẫn. Chúng ta gặp ma có chúng ta đừng ghét nó, mình hồi hướng, mình thương nó hỗ trợ cho mình. Cho nên đó là những bài học mà chúng ta có thể lượm lặt được trong những bài pháp này. Rồi đều làm cho hoan hỷ, cung kính, tín thọ. Đây là một điểm rất khó chứ không đơn giản. Tại vì người ta đến với Đức Phật với nhiều cái đối tượng khác nhau, có khi là chư thiên, có khi là trộm đạo, có khi là vua, là quan, có khi là thứ dân, bao nhiêu cái hạng người khác nhau. Họ đến với Phật, Đức Phật tùy đó mà giảng dạy. Nhưng có một điều rất là kỳ diệu, tức là cho dầu người chống đối với Phật, cho dầu ngôi đạo, cho dầu bao nhiêu cái vị triết gia đến với Phật, họ ra về họ đều hoan hỷ, họ đều thỏa mãn những gì họ mong muốn. Đây là một điều rất khó. Chúng ta làm một người thầy giáo, một người hướng dẫn đi nữa, nhưng mà có một số trường hợp chúng ta đáp ứng được, nhưng có một số trường hợp nó khó chịu quá, nhiều khi chúng ta cũng đối xén, hoặc là chúng ta cũng thấy muốn bỏ đi, không muốn trả lời. Thì cái điều này là nó có chứ không phải không có. Thầy làm thầy muốn dẫn hướng dẫn Phật pháp đây mà có nhiều người gọi tới mình có thì giờ mà gọi tới nói cái dòng phát mệt là muốn nghỉ liền, không muốn nói nữa, thậm chí là thôi nói cho xong cho rồi nhưng không muốn trả lời. Có những trường hợp như vậy, thành ra chúng ta thấy hổ thẹn với những gì mà Đức Phật đã sống. Bài học của Ngài luôn luôn là như vậy, đem đến một sự hài hòa, sự thanh tịnh tuyệt đối cho tất cả mọi người. Và nhờ đó mà danh xưng lan truyền khắp nơi, không đâu mà không kính lễ, không đâu mà không kính lễ, nên gọi là Bạc Già Phạm. Như vậy thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng Bạc Già Phạm có 6 nghĩa. Thứ nhất là thành tựu pháp phẩm tính thiện xảo. Thứ hai là do tu giới định tuệ cho nên thành tựu được đại bi vô lượng, thành tựu được vô lượng pháp. Và thứ ba là bậc oai đức tự tại, thần thông quán đại, đến đi tự do. Và thứ tư là gì? Tức là vì có thể phá hết tất cả những kiết sử và không có tái sanh ở trong đời sau. Rồi thứ năm là những cái pháp chưa từng nghe, tự mình thông đạt được chỗ tối thượng vô ngại, và phân biệt kiến giải cho đệ tử hiểu rõ, đem cái pháp vô lượng đó mà bố thí cùng khắp. Rồi thứ sáu là gì? Tức là tùy căn cơ, tùy theo cái trường hợp đặc biệt cụ thể nào đó mà hướng dẫn cho tất cả đều hoan hỷ, cung kính, tín thọ, tu hành như lời Phật dạy, khiến cho danh thơm vang cùng khắp. Như vậy thì chữ Bạc Già Phạm mô tả lên thần thái của một vị Phật đầy đủ nhất ở trong 10 danh hiệu, phải vậy không? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu. Những cái tôn hiệu đó không có mô tả đầy đủ. Ví dụ như Thế Tôn thì chỉ có mô tả rằng đó là một vị mà cả trời người đều tôn kính, chỉ vậy thôi, chứ không có mô tả hết được những cái đặc tính, những cái phẩm tính hay những cái đức hạnh khác mà Đức Phật đã thành tựu. Thành ra có nhiều vị hay dùng cái chữ là Bạc Già Phạm, một thời Đức Bạc Già Phạm, là để chỉ cho hết tất cả phẩm hạnh của Ngài. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đoạn kinh này đầu tiên nói cái gì đây hả? Đầu tiên đoạn kinh này là nói về cái gì? Cái Phật chứng tịnh. Trả lời câu hỏi thế nào gọi là Phật chứng tịnh? Thì đoạn kinh trả lời rằng là ở đây hàng thánh đệ tử bằng những phẩm tính như vậy mà tùy niệm chư Phật như vậy. Bằng những phẩm tính như vậy mà tùy niệm chư Phật như vậy. Chỗ đây thầy mở một cái ngoặc để giải thích. Tức là niệm Phật sau khi đã thấu hiểu được những phẩm hạnh cao thượng của Đức Phật thông qua 10 danh hiệu, 10 tôn hiệu, và tôn hiệu cuối cùng là Bạc Già Phạm. Cho nên các vị học được điều này, chiêm nghiệm những giáo nghĩa này mà các vị niệm Phật thì nó mới đúng nghĩa của người biết niệm Phật. Còn cứ ngồi im Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà chẳng biết gì cả thì đó không phải là người biết niệm Phật. Chúng ta thấy nguy hiểm chưa hả? Một sự nhầm lẫn rất lớn của chư Tăng và những người hướng dẫn cho Phật tử rằng là hãy niệm Phật đi, nhưng không biết rằng là người niệm Phật cần phải niệm như thế nào và họ phải được hướng dẫn những gì khi họ niệm Phật. Ở đây chúng ta thấy này, tức là tùy niệm như vậy, tùy niệm chư Phật như vậy là niệm thế nào? Là Thế Tôn đây là Như Lai, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh, Viên Mãn, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật Bạc Già Phạm. Như vậy là chúng ta niệm Phật là niệm hết được 10 cái nghĩa này, phải không? Cho nên cái đoạn này á, là phải được học sâu xa, tìm hiểu, cần nhắc thấu hiểu cẩn thận. Lúc bây giờ chúng ta ngồi xuống, chúng ta niệm một hồng danh của Phật thì lúc bây giờ chúng ta thấy nó chứa đựng vô lượng nghĩa. Mà như Đức Phật có nói ở trong Tăng Nhất A Hàm thì chúng ta biết rồi, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp, các ngươi sẽ đoạn trừ được loạn tưởng, chứng đắc thần tông, thành tựu niết bàn. Đó là gì? Đó là pháp niệm Phật. Và niệm Phật như vậy, với 10 tông hiệu, 10 ý nghĩa như vậy, mới đúng nghĩa là niệm Phật. Thánh đệ tử bèn phẩm tính như vậy, tùy niệm chư Phật. Tùy vào cái tâm tư mình đang hướng về cái cảnh giới nào, đặc tính nào của một vị Phật, mà tùy đó mà chiêm ngưỡng, mà quán chiếu. Bây giờ từ đó, trên cơ sở đó phát sinh tín. Như vậy mới đồng nó phát sinh tín chứ. Cái tín một cách mù quáng rằng con cứ Nam Mô Di Đà Phật đó, là khi con ngáp và Phật dẫn con về Tây Phương. Đâu có đơn giản như vậy. Cái đó không phải là cái người thấu hiểu. Rồi có cái tín thanh tịnh như vậy thì tự thể của tín ấy, nó sinh ra. Rồi cái tự thể của tín là nó gì? Nó là gì hả? Có thể nói rằng nó là như là một cái hồ nước lén trong. Cái tự thể thanh tịnh của tín ấy, nó tạo ra một cái hồ nước lén trong trong tâm của mình. Rồi tính thể của tính hiện tiền, tức là luôn luôn tin như vậy, có một vị thành tựu như vậy, với đức hạnh như vậy, và ta cũng sẽ thành tựu như vậy. Tính ấy tương đương với chứng trí. Cái chữ này quan trọng dễ sao không? Cái niềm tin đó nó tương ưng với chứng trí. Tức là gì? Tức là trí tuệ đã được chứng biết một cách rõ ràng, đã được học một cách rõ ràng, đã được phân tích, nhận định một cách rõ ràng. Cái niềm tin đó là chánh tín. Chứ chưa học không biết mà cứ tin thì không đúng với là tín ái tương ưng với chứng trí. Đó, chỗ này nghe, chỗ này là nhớ đi nhớ lại gì mà thầy chỗ này. Hỡi mình tin mà mình chưa nắm vững được lý luận, chưa nắm vững được cơ sở, chưa nắm vững được là giáo nghĩa, thì cái niềm tin này không phải niềm tin Đức Phật muốn dạy chúng ta. Niềm tin mà Đức Phật muốn dạy đó là gì? Đó là tín tương ưng với chứng trí. Chứng tức là chứng biết đó, trí tức là trí tuệ kinh hoa đó. Chưa thực hiện được nó, nhưng mà trí tuệ của mình đã thấu suốt được về nó rồi. Đó gọi là tín như vậy. Và đó là gì? Là mà gốc rễ là kiến. Kiến tức là phải học phải thấy đó. Nếu như không có cái niềm tin mà không có được gốc rễ bằng học bằng thấy thì sao gọi là có niềm tin? Tới chỗ này rồi bây giờ bắt đầu mới vỡ ra nhiều thứ, bắt đầu mình quán chiếu, mình nhìn thấy xung quanh, mình mới thấy được rằng mình may mắn được học tập, được từng câu chữ hướng dẫn cái thế này để thấy rằng mình rất may mắn. Còn nếu không cứ cầm cụi đi chùa rồi cứ ngồi gõ mõ tụng kinh rồi cứ ngồi hít thở, làm sao mà thấy được điều này? Tùy thuận ấn khả, ái mộ tánh, tâm trừng, tâm tịnh, đây gọi là Phật chứng tịnh. Tùy thuận tức là mình đã chứng tín như vậy, bằng trí tuệ kiểm chứng như vậy, thấu hiểu như vậy, thì tâm của mình tùy thuận theo đó. Tức là thấu hiểu như vậy, mình sẽ ráng làm theo đó. Đó gọi là người tu. Thế nào sớm thầy nói với các vị xuất gia, thầy có nói rằng là người ở chùa có 3 đối tượng. Là thầy chùa, tức là người coi chùa thôi. Còn là thầy cúng, là đi cúng cho hay, tán tụng cho hay, nghi thức cho hay. Còn á, mình nên làm gì? Mình nên làm thầy tu. Thầy tu tức là ông thầy không có gì gớm hết đó, là học sửa thân, sửa tâm của mình. Và mình biết sửa, mình biết cách sửa, mình biết hướng dẫn cho người khác nếu như họ cần muốn sửa. Như vậy thì cái giá trị của nó là như vậy. Và các ông thầy tu này đâu phải là cạo tất mặc áo mới ra ông thầy tu. Các vị cũng làm ông thầy tu cho chính mình chứ. Mình tự sửa, mình thấy điều nào mình chưa được, mình thấy điều nào mình đang sống mà không hợp với thánh giáo của Phật, thì mình ráng sửa được nhiêu hay bao nhiêu, sửa dần dần như vậy đó. Đây gọi là tùy thuận. Rồi ấn khả tức là ấn là cái dấu ấn đó, khả tức là niềm tin á. Ấn khả, cái dấu ấn để xác nhận nó đúng như vậy. Rồi ái mộ là ở trong tâm chúng ta là ngưỡng mộ, yêu thích, cung kính những gì mà Phật đã thành tựu. Rồi ái mộ tánh, cái chữ ái mộ tánh này là gì? Tức là những cái đặc điểm thanh tịnh của tính. Cái đặc điểm của cái tâm thanh tịnh của tính gọi là ái mộ tánh. Cái tánh của cái niềm tin thanh tịnh này đó gọi là ái mộ tánh. Rồi tâm trừng tức là gì? Là lén trong á, trừng tức là lén xuống, mà tâm trừng tức là cái tâm nó lén trong. Trừng tâm đế thính, trừng tâm ví dụ như tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi tại Thiếu Lâm Tự 9 năm gọi là trừng tâm, tức là ngồi nhìn tâm của mình, nhìn chăm chăm vào tâm của mình, nhìn tất cả cái sự lén trong của nó, đó gọi là trừng tâm. Canh tâm mình giống như là người như mèo rình chuột, đó là tôi nói như vậy chứ không phải thầy nói, tức là rình chuột, tức là cái tâm mình như con chuột, mình là như mèo, coi thấy chuột ló đầu ra biết liền, phát hiện liền. Cho nên cái vị thiền họ nhìn thấy cái móng ý, họ canh kỹ như vậy đó, và làm được như vậy thì đây gọi là Phật chứng tịnh. Nếu có thể khuyến khích an lập người khác ở trong pháp này, tức là bản thân mình đã thấu hiểu, đã chứng tịnh, Phật chứng tịnh, đã thấu hiểu được rồi, và nếu như mình có thể an lập người khác ở trong pháp này, tức là dẫn dắt, chỉ dạy, khuyến hóa và giúp cho người khác cũng nhận ra được như vậy, đây gọi là, an lập họ vào, khuyến khích họ vào. Nên biết đây gọi là phương tiện khuyến khích an lập cho trụ trong Phật chứng tịnh, phương tiện khuyến khích, được chưa? Rồi đến đây là chúng ta thấy càng ngày chúng ta học, chúng ta lại càng quý báu Pháp Uẩn Túc Luận tới mức nào. Một văn bản rất là rõ ràng, từng câu từng chữ, chúng ta đọc qua đôi khi chúng ta không có kịp mà tư duy nhìn nhận, nhưng khi mà cùng nhau chiêm nghiệm từng câu chữ, phân tích tìm hiểu thì chúng ta lại thấy nó sáng ra rất nhiều. Tới Phật chứng tịnh rồi, giờ tới Pháp chứng tịnh. Thế nào gọi là Pháp chứng tịnh? Thì kinh dẫn như thế này. Đức Thế Tôn nói ở đây: thánh đệ tử bằng phẩm tính như vậy tùy niệm chánh pháp. Bằng phẩm tính như vậy là như thật như vậy, như là gì? Như là thân cận thiện sĩ, lắng nghe chánh pháp, như lý tác ý. Hiểu rõ chữ như lý tác ý phải không? Chính là dựa trên cái chữ như vậy mà hiểu cho đúng ra, chứ đừng có dựa trên cái chữ như vậy mà hiểu tầm bậy, nghe không? Ví dụ như không phải là một mình đâu, ví dụ như là chúng ta hiểu là sở tri chướng đó, sở là chỗ, tri là hiểu biết, chướng là chướng ngại, cái chữ chung chung như vậy thôi, thì phải biết rằng là cái chữ chướng ngại cho chỗ biết, thì ý nói là gì? Là biết chưa đủ cho nên mới có chướng ngại này nè, hiểu không nè? Đó, cho nên phải hiểu rằng là chướng ngại do thiếu hiểu biết, dịch như vậy là đúng, nhưng mà dịch không khéo nói rằng là chướng ngại do hiểu biết, rồi bắt đầu bóp méo nó bằng cách là do cái tâm mình nó vọng khởi dạng pháp vốn không, mà do tâm sinh diệt liên tục, càng học càng sinh diệt, do đó cho nên cái pháp sinh diệt khởi mãi trong tâm, thành ra không chứng đắc được, cho nên càng học chỉ chướng ngại cho sự giải thoát mà thôi. Sẽ giải thích như vậy đó chứ. Đó, họ giải thích cái cách đó chứ không phải giỡn đâu. Có nhiều thầy nói là con ráng tu em con, đừng lớn đừng có vợ em con, có vợ khổ lắm con. Là họ đã thầy kinh lìa liền nói thưa thầy, một nam nhi chi trí đời tư của Đức Thế Tôn mà có cô vợ vài đứa con nuôi không nổi thì làm sao mà chăm lo được cái bình an tâm linh cho hàng ngàn Phật tử. Như vậy ông lý người tu chỉ là toàn là những người lánh nặng tìm nhẹ, sợ cái khổ cuộc đời vô chùa ăn bám à. Cho là quý thầy nói nhỏ lý lẽ hỗn hào. Chuyên môn là đem cái giáo dục ở trên đầu đè xuống vậy đó, không nói sao cho nó phục, không nói cho nó đúng. Như vậy thì chúng ta thấy không à, tức là hiểu sai đó, hiểu sai. Nhưng đừng nói rằng là gì, tức là lẽ ra cái người này họ đắm nhiễm ở trong cái pháp thế tục thì họ khó mà thành tựu được những cái pháp cao thượng, thành ra đừng có ý lại mà phải nương vào trong cánh chùa để mình thành tựu cái pháp thánh thiện. Phải nói làm sao để cho thấy cái giá trị của người tu chứ. Tới đây là người tu khổ cực muốn chết, nói giống như cái người lánh đạn tìm về vậy đó, thì nó sai đi. Thành đây cái cách câu chữ hiểu cho đúng. Sao bác sĩ Hoàng Lan cô cần cái gì đột đẹp vậy? Có ăn cái gì mình ra ngồi mình ăn không chuẩn bị trước chứ, đừng làm đột đẹp. Ở trong chúng học đó, đừng có làm cái tiếng động nó trái đi, không có muốn cái chuyện xảy ra như vậy. Mình muốn mình để cho mình lấy ở ngoài trước, mình gối miếng giấy đừng có đột đẹp. Mình cứ liếng nữa, nó đột đẹp không mình mới đại cái trao đổi đi. Cứ đột đẹp cho mất thì giờ. Nhưng mà tốt nhất là mình không nên. Tại vì trong cái học chúng á, giữ cái yên tịnh đó là hộ trì tâm người giảng, hộ trì tâm người nghe. Cái này gọi là một trong những học giới của Du Già Bồ Tát á. Chứ không phải thậm chí là mình đang lắng nghe trên giáo nghĩa, đang luận nghị quan trọng mà có người hỏi mình không trả lời luôn. Mình không phạm mà. Tại sao bây giờ mình đang quyết nghị một cái luận nghĩa nào đó, mình không trả lời? Tại vì đỡ mình rõ ràng và đỡ mình hộ trì được người nghe nữa. Cho nên học pháp là phải ráng hộ trì người nghe, ráng hộ trì người nghe. Mình muốn gì là mình chuẩn bị trước hết. Ở ngoài á, mình ráng chút xíu, có mấy chục phút rồi ra ngoài là mình tự nhiên thoải mái. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại là bằng phẩm tính như vậy. Ở đây thánh đệ tử bằng phẩm tính như vậy mà tùy niệm chánh pháp. Chánh pháp ở đây là gì? Là Phật thiện thuyết. Thiện thuyết là gì? Tức là Phật khéo giảng. Phật khéo giảng là sao hả? Chữ thiện là khéo đó, là pháp lành đó, là khéo giảng. Khéo giảng là sao? Ví dụ như các người nói này, các người nói rằng là con người ta chết là hết, cát bụi vừa với cát bụi. Họ nói không, nó có cái gì? Có cái trong tánh thường hành, có niết bàn bất diệt. Rồi các người thì là họ chấp ở trong cái cảnh giới là như vậy thì có. Phật nói có, thế gian là có. Thì Phật nói không, thế gian là vô thường. Hiểu không này? Tức là đưa họ ra, nếu như họ chấp có thì Phật giảng cho họ chấp không. Mà nếu như họ chấp không thì Phật lại nói có. Nói làm sao để cho họ rơi khỏi cái chấp đó, đi vào lý trung đạo diêm khởi. Như vậy là cho họ chánh kiến. Thì ở đây là thiện thuyết. Hoặc là tùy theo trường hợp căn tánh nhu nhuyến thì Phật nói năng dịu ngọt, còn căn tánh mà nó sơ cứng thì Phật nói những cái lời nó thô cứng. Rồi cái căn tánh mà lúc nặng lúc nhẹ thì Phật tuy đó mà nói cho nó phù hợp. Rồi hiện kiến. Hiện kiến là gì? Tức là hiện như vậy, nói rõ như vậy, thấy như vậy. Vô nhiệt, tức là cái lời nói, cái pháp của Phật là không có nắm, không có nắm bức. Tất cả những ai hành trì pháp của Phật thì tâm tư càng ngày càng mát mẻ. Có nhiều người họ nói chuyện không có hay, nhưng mà họ niệm Phật nhiều, họ nói chuyện mình nghe thấy thích nghe. Có nhiều ông già, nhiều ông hòa thượng lớn tuổi thời đấy, nhiều ông già nhà quê đó, ông nói chuyện không có hay, nhưng mà ông nói mình thấy mình thích nghe. Thầy có ông sư bác ông nhà quê dễ sợ lắm. Rồi hỏi sao rồi, Phật sự tới đâu rồi? Thì thầy nói dài cũng làm như vậy vậy đó. Cái ông nói mà làm gì làm nghe, đừng bày cho người ta vừa cực lạc hết rồi mình không vừa khó coi lắm. Ông nói thầy á, ông nói cái tự nhiên cái mình nó nói nhẹ nhàng thôi, tự nhiên cái mình giật mình nói ôi mình đang bày người ta vừa cực lạc đây rồi mình sao đấy. Nó nhiều ông nói nhẹ nhàng thôi, nhưng mà tự nhiên mình thấy rõ là mình nói rất nhiều câu đạo lý, hình như là cái gì mình nói hay lắm, nhưng mà tự nhiên trong người mình nó làm sao đó câu này nghe nhiều lắm. Nói gì câu niệm Phật nói vậy thế nên đi là lụm đựng chút cũng hay. Rồi ông có cái ông thầy đệ tử thì ông thầy đệ tử này không có được nghe ngán trong cái ứng xử hành pháp. Rồi thầy mới nói dạ thưa thầy, ông đệ tử lớn rồi sao rồi, ông thầy sao rồi? Thì ông nói tôi không biết, tôi nhân nào duyên nào mà tôi là thầy của ông. Rồi vì sao mà ổng là trò tôi? Cho nên bây giờ tôi ráng tôi niệm Phật, tôi nhất định là tôi về Cực Lạc. Ổng mà ổng về được ấy thì tiếp tục thầy trò, còn ổng không về được ấy là tôi và ổng cỡ như xa nhau. Ổng nói như vậy là chết anh, chứ bây giờ nói tới nói lui không khéo rồi tôi dính với ổng, tôi làm thầy ổng nữa là không được. Nói vậy không, những câu rất là nhẹ nhàng như vậy thì cái học trò ngỗ nghịch mà ứng xử bằng cách đó, không biết làm sao ứng xử bằng cách đó, tâm rất là an lành, họ niệm Phật, họ nói những câu dễ chịu vậy đó. Thành cán bộ tới chùa kiếm chuyện với ngài ngồi im ru, ông cán bộ khó chịu quá, ông vô ông kiếm chuyện, ngài vô ông kinh nóng quá mà rồi ông rót nước trà, ông làm lâu lắm. Anh mới tới em. Cái ông này ông tức quá, ông nước em đi về luôn. Nó nói sao ông ngồi một buổi rồi ông trút nước trà xong rồi ông hỏi câu anh mới tới, giờ nói gì nữa, nói chuyện ông này nói xong chuyện cho tôi tới mai tôi xong tôi đi về luôn. Tức là cái nhận cái ông nó lạ khi như vậy đó, tức là cái ứng xử mình học được những cái, nhưng mà do cái hành niệm Phật, cái hành niệm Phật đó thành ra cái tâm nó an lành, cho nên họ nói những cái câu nó cục mịch, những cái lời lẽ nó có vẻ nó quê mùa, nhưng mà làm cho người ta thích nghe, đó là nhờ hành niệm Phật nữa. Tại sao vậy? Tâm nó lính, tâm nó sáng, tâm nó trong. Thành ra chúng ta học thì học, nhưng chúng ta nhớ hành trì, ráng hành trì, tùy niệm. Niệm là gì? Đó là vô nhiệt. Ở trong cái pháp Phật là không có đóng bức đó, là vô nhiệt. Rồi ứng thời, cái pháp của Phật là ứng thời, tức là thời nào, hoàn cảnh nào, cái chân lý này cũng đều được hiện ra rõ ràng đầy đủ, tương ứng với từng thời từng lúc. Và nói cái tính thời gian thì ngày xưa đây Phật nói cách đây mấy ngàn năm tới bây giờ chân lý của Ngài vẫn không thay đổi, vẫn không thay đổi. Ở quốc độ nào thì chân lý này vẫn không thay đổi. Người dẫn đạo cái lời thuyết của Ngài, Phật dẫn đạo rất là hay, dẫn cho người ta vào ở trong giáo pháp. Cận quán, chữ cận quán là chúng ta biết rồi phải không? Cận quán tức là những cái phép quán hiện tiền, những cái phép mà chúng ta tiếp cận được. Ai cũng có thể tiếp cận được cái phép quán cho chính mình, để cho mình thành tựu được trí, thành tựu được sự giải thoát đó. Bậc trí hội chứng, bậc trí hội chứng, bậc trí nội chứng. Chữ nội chứng là một chữ rất hay, tức là bên trong, sự thấu hiểu bên trong, chứng đắc bên trong. Đó là giải thích một cách vén tách. Bây giờ chúng ta đi vào sự giải thích một cách chi tiết. Như Ngài Mục Kiền Liên thì như thế nào? Ngài nói rằng ở đây là chỉ cho cõi dục này, tức là vẫn giải thích rằng là ở đây thánh đệ tử bằng phẩm tính, thì cái chữ ở đây là nói chỉ cho đặc tính của chúng sanh trong cõi dục, chứ không có đem cái pháp của Phật đi vào một cái cõi khác. Cái cõi khác có thể người ta không hành trì được, bởi vì cái đặc tính chúng sanh ở trong cái quốc độ đó nó sẽ khác cái quốc độ này, hoặc là thế giới này, hoặc là gì, là châu thiện bộ này. Lại nói ở đây tức là chỉ cho thân này là đến trì, là su, là đến su, là tụ, là đắc tự thể. Những chữ này các vị học lập trước rồi, tự mình đối chiếu tìm kiếm lại. Nói ở đây là chỉ cho Phật và đệ tử của Phật, các tiên mâu ni và những bậc thông tuệ, những vị hoàn toàn tự chế ngự, những vị đã hoàn toàn thuần phục. Lại nữa, ở đây tức là gì? Là chỉ cho sự giáo thọ, giáo giới, giáo thiện thuyết này. Thánh đệ tử, chữ thánh là chỉ cho gì? Chỉ cho Phật Pháp Tăng, người quy y Phật Pháp Tăng gọi là thánh đệ tử. Bằng những phẩm tính như vậy mà tùy niệm chánh pháp, bằng những phẩm tính như vậy, bằng sự tiếp cận như vậy, bằng nguyên lý như vậy mà phát khởi niệm. Chữ này là phải nhớ nằm lòng, tức là bằng sự tiếp cận như vậy, tức là tiếp cận đủ chưa? Hiểu không à? Ví dụ như chúng ta học một quyển kinh, rồi chúng ta đem cái quyển kinh đó ra chúng ta biện bác, hoặc là chúng ta tiếp xúc Phật giáo với một tông phái, hoặc là với một bộ phái, một tông phái, chẳng hạn như là các bộ phái, rồi Nam truyền hay là Bắc truyền, Hồi trước đây con sư kia ông nói chuyện, có một ông Phật tử thầy xin giấu tên, nói ông thầy đó ông chấp ở trong Bắc truyền quá, ông bị chấp trong Nam truyền quá. Cái thầy mới nói là chú biết Nam truyền là gì không? Cái không biết. Mà chú đã thấy được Bắc truyền chưa? Cũng chưa thấy. Chưa thấy mà dám nói người ta là chấp ở trong Nam truyền Bắc truyền cái gì? Nhưng mà tức là cứ thấy người ta có cái nét nào đó giống như các sư Nam truyền thì nói rằng người ta dính mắc kiểu đó, bảo người ta bỏ đi người ta không chịu thì cho rằng người ta chấp. Chứ không thấy rằng là người ta làm như vậy, nói như vậy nó có đúng với giáo nghĩa Đức Phật nói hay không? Hả, đúng với giáo nghĩa là chúng ta hành trì chứ, chúng ta giữ gìn chứ. Cho nên tiếp xúc với đạo Phật ở tại diện Phật học của chúng ta là một điều may mắn. Mình nói không phải là thầy trò khen nhau hay là mèo khen mèo dạy đuôi, mình không có làm như vậy bao giờ. Nhưng mà ở đây mình thấy đi, chúng ta ở quốc độ tự do, chúng ta có thể thiết lập một hệ thống giáo trình theo ý của mình. Và các vị thấy Nam Bắc truyền Phật giáo được chiếu dương, được dạy dỗ, được hướng dẫn đầy đủ, được giới thiệu một cách tổng quát. Và nếu chúng ta kinh qua thì chúng ta có thể thấy được một cái bức tranh tổng quát của Phật giáo. Như vậy là chúng ta có phải rằng là gì? Là cái chữ này là bằng nguyên lý như vậy mà phát khởi niệm, tùy niệm đó, bằng sự tiếp cận như vậy đó, tức là tiếp cận đủ, tạm đủ. Chứ còn mình tiếp cận sơ sơ có một hai quyển kinh, một hai bài xuất pháp mà mình nói rằng đạo Phật như vậy là không đổi. Thành ra chúng ta phải tiếp cận đủ một chút xíu. Rồi mình học một ông thầy mà mình kính trọng, cái điều này thầy nghĩ không phải là sự phát triển một cách toàn diện. Tại vì mình học ông thầy mà mình thực sự kính trọng thì mình sẽ tiếp nhận lời dạy một cách máy móc theo sự kính trọng đó. Thậm chí mình mất đi cái sức phản kháng tự nhiên của mình. Còn nếu như mình học một cách tự nhiên ở trong một giáo trình thì dĩ nhiên có vị mình kính, có vị mình cũng bình thường, nhưng mà vô tình chúng ta lại tiếp xúc chân lý của Phật bằng tài liệu, bằng giáo nghĩa, bằng trứng mực của kinh tạng. Như vậy ở trong tâm chúng ta phát triển tự nhiên hơn, có phải vậy không? Và sự phát triển tự nhiên này cho chúng ta một cái nhận thức hết sức là khách quan. Và nhờ cái nhận thức khách quan như vậy á, thì chúng ta nhìn nhận mọi việc nó mới có tính công bằng. Bằng nguyên lý như vậy mà phát khởi niệm, cái nguyên lý như vậy á, là cái nguyên lý là phải học tập, phải bằng sự giới thiệu đủ. Chứ không nên là cứ nói một bên cực đoan như vậy rất là nguy hiểm. Rồi phát khởi tùy niệm này, tùy niệm, rồi có những cái là chúng ta niệm tùy đó mà nhớ mà nghĩ, nhưng có những cái là chuyên niệm, có những pháp chúng ta chuyên niệm, tức là chúng ta thấy nó phù hợp cho mình và nó lợi ích cho bản thân mình, cho nên mình chuyên vào cái pháp này mà nhớ kỹ hơn, hay là mình có một lĩnh vực chuyên môn của mình. Hồi nhỏ thì thực sự vì thầy cũng vậy thôi, thầy cũng học cái này cái kia, rồi nghe thầy nào dạy cái nào cũng thực tập, cũng tìm kiếm, rồi cũng đào sâu. Nhưng mà không hiểu sao trong người thầy thì rất là thích về luật tông. Luật tông thành ra cái gì rõ ràng về luật có quy định từng câu từng chữ thì luật tông. Thì do vậy cho nên mà luật nó khô khan, không ai muốn. Nhưng mà quý vị biết, nếu như tổ chức một đạo tràng, một chương trình mà không y cứ vào luật Phật thì chết rồi, chắc chắn nó hỏng thôi. Mình không có cái trí phạm của mình thế nào cũng sai à. Mà nếu như mình có cái chỗ y cứ, có cái chỗ dựa, đó là nền tảng luật mà Phật đã dạy, thì chúng ta cứ dựa trên luật của Phật là chắc chắn là đúng. Ví dụ như Phật giới tại gia là năm giới, là năm giới. Còn nếu như muốn xuất gia vô duyên thì xuất gia là nam xuất gia, nữ không có xuất gia. Còn nếu trường hợp đặc biệt nữ xuất gia thì phải ở tại một chỗ đấy, thì sau 2 tháng tách ra dài rồi mới được đi. Đó. Và nếu như mà đã xuất gia giao duyên thì không có được mang cái hình tướng pháp y đó để đi ra khỏi trú xứ mà mình xuất gia đó, để đi biểu diễn chỗ này chỗ kia. Thấy không? Nó có rõ ràng hết chứ. Chứ đâu phải là tự nhiên cái mình cạo tóc, cái mình mang áo sư, cái mình đi ngươn ngang rồi coi như là đi thọ trai, rồi đi trai tân, rồi thậm chí đi biểu tình nữa mới gốm chứ. Nói vậy đó. Cái này nó nguy hiểm lắm, có chứ không phải nó có. Nhưng chiều này xuất gia giao duyên, hồi xưa thầy thấy rồi, đi Costco đó, thấy rồi. Thầy hay để ý mà thầy không muốn nói thôi, chứ không phải là thầy không biết. Tại vì sao? Bởi vì hai vợ chồng xuất gia giao duyên rồi, mới vừa khổ chỗ rồi, nhưng mà hai vợ chồng cũng thích mặc cái áo nâu cho vui, rồi đi rồi nắm tay nhau rồi ngéo đầu vậy hết biết luôn đó. Thì chuyện của người ta bị tự do mà ai nói người ta được. Mình hiểu là như vậy là vô tình đó, là mình đã làm sai. Thành là thôi vậy mình không dám lên án, mình lên án khiến người ta ghét mình. Nhưng mà luật là tổ chức cái gì là theo luật, ráng mà dựa trên luật. Tại vì cái nhận thức của Phật á, nhất thiết trí. Nếu như mình muốn xuất gia thì cứ bát quan trai là cái pháp nó đủ rồi. Còn nếu như mình muốn tăng thêm thọ giới sa di ni thì mình phải có cái điều kiện ràng buộc của nó ở trong cái phạm vi đó, chứ không có được tùy tiện. Như vậy nó rõ thì chắc chắn nó sẽ không gây hại. Còn nếu chúng ta không có kiểm soát được cái việc kia mà chúng ta cứ làm việc này thế nào cũng gây hại, rồi chúng ta nghĩ rằng Đức Phật không biết chuyện này sao? Đức Phật biết hết chứ, mà do chúng ta làm không đúng đó. Thành ra chỗ này không đúng là gì? Tức là phát khởi tùy niệm, chuyên niệm, ức niệm á, không đúng. Tùy niệm, rồi chuyên niệm, rồi ức niệm. Ức niệm là gì? Ức tức là nhớ. Ức niệm tức là nhớ lại ở trong chánh pháp. Không sao lãng tức là không bị quên mất đi, không quên mất, không bỏ sót, không rơi rớt. Tính chất của pháp không vân thất. Tính chất của pháp là nhớ rõ, nhớ kỹ, nhớ đầy đủ. Có nhiều khi nó vân thất nha. Có một ông hòa thượng đứng ở trước đại chúng đông, mà ngài đứng ở giữa, ngài chuẩn bị cúng mà tự nhiên cái nó vân thất, thì quên mất là phải cúng gì, mà giờ mọi người đang đứng hết rồi, trống kèn chuẩn bị cất lên rồi, vì ngài đứng im á. Ngài muốn nói cô như là pháp dương vô thượng tôn. Có thể cười rầm lên, pháp dương vô thượng tôn mà anh thấy cô như là tức là nó ngơ tự nhiên nói ra câu cô như là đó. Rồi cái muốn nhớ lại cái chữ là pháp vương vô thượng tôn á, tam giới vô lương thất á. Đó là đứa tự nhiên buộc miệng nói câu là cô như là pháp vương vô thượng tôn. Tức là nó tự nó vay một thất nó mất vậy đó, nó gượng gớm lắm. Mà mình học pháp mà nó vay một thất như vậy rất là nguy hiểm. Rồi tính chất ghi nhớ rõ ràng của tâm, tức là ở trong chánh pháp tính chất ghi nhớ rõ ràng của tâm, không nên nói là bằng những phẩm tính như vậy mà tùy niệm chánh pháp. Cho nên nói như vậy á, là bằng những phẩm tính như vậy mà tùy niệm chánh pháp. Như vậy thì thế nào gọi là niệm pháp? Niệm pháp là niệm như vậy mà chúng ta đã được học vừa qua. Các vị cố gắng đọc lại cho kỹ. Sau này người ta nói là niệm Phật là gì là chúng ta biết rồi. Rồi niệm pháp là gì? Tức là chứng tịnh đó, Phật chứng tịnh đó là niệm Phật đó. Nghe nói niệm Phật là chúng ta phải hiểu theo cách đó nghe, chứ đừng có niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật, đó gọi là niệm Phật. Không phải như vậy, không phải chữ niệm Phật đơn giản như vậy đâu. Nếu được như vậy thì chúng ta mới phát huy được đầy đủ nghĩa của chữ niệm Phật và niệm Pháp. Rồi những cái nghĩa mà thiện thuyết rồi vân vân chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Xin mời các vị hồi hướng. Nguyện đem cộng